đúng rồi. Rồi nè, khi mà nó qua mình đừng có ráng gượng lại, thả lỏng mình cho nó xuống không. Rồi. Khi mình đảo qua bên lại đúng không, thả lỏng mình cho nó xuống không. Rồi đó, ok, như vậy thôi. Rồi tiếp tục. Dĩ nhiên ở tốc độ cao mình sẽ đưa theo cái chân này ra để giống như cánh gió. Rồi ngoài ra nó có